Trần Tử Đan sẽ quay Diệp Vấn 5. Nam diễn viên Trần Tử Đan quyết định đưa series Diệp Vấn trở lại màn ảnh, dù cho vào năm 2019 anh từng tuyên bố ngừng sản xuất dòng phim võ thuật này. Hãng phim Mandarin Motion Picture bất ngờ thông báo về sự trở lại của series Diệp Vấn tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76, đơn vị sản xuất cho biết đang lên kế hoạch quay phần 5. Điểm nhấn đáng chú ý là việc nam tài tử Trần Tử Đan vẫn đảm nhiệm vai chính và nhà sản xuất chính. Thông tin này khiến tất cả phải ngạc nhiên và ngỡ ngàng vì vào năm 2019, Trần Tử Đan tuyên bố kết thúc series Diệp Vấn ở phần 4. Nhân vật do sao võ thuật thủ vai bị bệnh ung thư và qua đời. Vì vậy, việc Diệp Vấn trở lại gây tò mò về cách xây dựng phần mới. Hoàng Bách Minh, ông chủ của Mandarin Motion Picture, cho biết nhiều đối tác nước ngoài đã liên hệ với ông và Trần Tử Đan đề nghị hợp tác. Họ tiếc nuối khi một bộ phim được đánh giá tốt về chất lượng và danh tiếng phải dừng lại. Sau thời gian tính toán, Hoàng Bách Minh và Trần Tử Đan quyết định thực hiện phần mới. Theo Hoàng Bách Minh, phần mới của Diệp Vấn sẽ hoàn toàn khác. Trong gần 40 năm theo đuổi nghiệp diễn, Trần Tử Đan đã quay tổng cộng 78 bộ phim võ thuật. Trong đó, Diệp Vấn là series mang lại thành công cho tài tử. Nhiều tác phẩm, Trần Tử Đan trở thành ngôi sao võ thuật hàng đầu Trung Quốc và thế giới. Linh Chi, theo Sina.